Những ngày cận Tết, chợ Hoa Xuân Tân An thu hút hàng ngàn người dân đến tham quan, mua sắm, nhất là vào buổi tối. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này, ngành chức năng địa phương đã tăng cường kiểm soát để hạn chế tối đa các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra. Từ khi chợ Hoa Xuân Tân An hoạt động, Công an phường 3 thành phố Tân An đã huy động các lực lượng để tham gia tuần tra, canh gác và phân luồng giao thông. Nhờ đó mà số vụ việc cướp giật, móc túi trong những ngày qua đã được hạn chế tối đa và giao thông trước khu vực chợ cũng được thông suốt hơn. Nhắc nhở người dân, ví dụ đi chợ Hoa Xuân hoặc là tiểu thương để bây giờ bảo vệ tài sản của mình, như giờ những tư trang để tháo ra nhằm để ngăn ngừa được bây giờ các loại tội phạm mà giờ nó lợi dụng để mà giật bây giờ dây chuyền. Với tình hình lực lượng công an phường ổng như vậy, công an phường phải tăng cường lực lượng dân phòng các khu phố. Phải nói lực lượng này rất là nhiệt tình, chia là 3 ca thường xuyên tăng cường tuần tra để nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật giao thông. Càng về tối, số lượng người dân vui chơi mua sắm tại đây trở nên đông đúc hơn, tạo điều kiện cho các kẻ xấu thực hiện các hành vi phạm tội. Chính vì thế, khi lực lượng chức năng tuần tra canh gác khắp nơi, thì bà con tiểu thương và người dân cũng an tâm hơn. Anh công an có thường xuyên nhắc nhở cho nên là người dân cũng ý thức được, tụi em yên tâm được buôn bán. Có lực lượng đông như vậy thì tội phạm nó cũng hạn chế được, nó không có dám phạm tội như vậy. Cùng với sự ra quân quyết liệt của lực lượng công an, thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm. Có như vậy, tội phạm mới có thể được kéo giảm, góp phần mang đến một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc.